Xin chào các bác. Hôm vừa rồi mới cho cây Nam Điền mini là sang cái chậu với cây mà siêu phẩm xứ quê ấy. Nhưng mà cái chậu này đối với cây Nam Điền này thoải mái, nhưng đối với cây kia hơi chật thì thay sang đây. Cây Nam Điền trước ở cái chậu đá này, chậu đá. Thực tế là cái chậu đá này cũng rất là đắt tiền đấy, cũng hơn triệu một cái đâu đấy, hơn triệu một cái, nhưng mà nó cái chiều rộng của nó hơi hẹp và nó không phù hợp với một cây phôi các bạn. Thì hôm nay thì em sẽ lọc mầm cây này, thì trước Tết cái chờ nó mãi bây giờ thì cảm thấy là lọc được rồi, lẻ lại những cái mình nuôi thôi, những cái dườm già để bỏ đi, không có nhiều khi nó sẽ hỏng với cái đầu cành đấy. Thì cây Nam Điền thì bây giờ nó hơi um tùm, thì chưa nhìn cái gì, thì em cắt ra thì các bác nhìn cho nó thấy xem nó có phê không các. Hai cái cốt chậu cũ này bé tí trong cho xem cái chậu này cho nó rộng rãi làm cho mấy. Các bạn thì sao cứ dùng mãi kéo này, thực tế là chắc có lẽ là tay em to, dùng cái này nó nặng nó quen, đồ đạc cũng không quan trọng lắm. Nam Điền xịn luôn. Thank you.
Tết ngày cây. Yeah. Cái bệ cái này cực kỳ đẹp luôn nhé. Hôm mà em ủ cái rêu bây giờ không không muốn bóc ra làm gì, cứ để cho nó ẩm cho phát triển cái bệ. Cây này thì được rất là nhiều yếu tố, thứ nhất là thích cái tỷ lệ của nó rất là nhiều. Đây, cao nó chỉ độ mười mấy phân này, tính cả bệ đấy. Còn dáng dấp thì rất hay, dáng dấp rất hay, cũng già đấy, đấy nhìn rất là yêu. Không biết đâu các bác là như em nhìn em rất là thích cái cây này đấy, và có thể nói là nó là một cây rất, em mua rất là nhiều tiền. Có thể với những cái bác không thích thì thấy nó bình thường, nhưng mà đối với em thì đã thích rồi thì mua về là yêu rồi, là phải làm rồi. Đấy, mình có ý đồ ý tưởng cho nó rồi, là một cái trực hoành thôi, cũng không hẳn là trực hoành mà nó là ba vai, nhưng mà thiên hướng về hoành sang bên này một chút. Đấy, nếu mà bỏ cái bệ các bác nhìn thấy nó che trải rất là vững chãi từ đây đến đây, chứ không phải chỉ nhìn bây giờ bác chỉ nhìn cái đoạn này nhìn nó hơi bị chưa được hết được cái vẻ đẹp của nó. Thì bây giờ nó đến đây cơ, này giật cái ngọn lên, nhảy đuổi một cái bông phong, cái bông phông ở đây nhẹ thôi đấy, và đến đây giật cái ngọn và sang bên này một cái bông phông nhẹ nữa, đỡ nhẹ đến đây rồi. Đấy, ngọn nó hoàn thiện khoảng đến đây đấy các bạn, một cái nam điền xịn đấy. Có những bác sẽ nói là sao cắt sớm thế, nhưng mà em có ý đồ của em cả. Có thể các bác cho là sớm, nhưng mà đối với một cây mini mà ví dụ như cành này các bác để chỉ độ hơn tuần nữa là cái tay cành nó rất là to, và nhiều khi cái đầu cành này nó bị thót, có nghĩa là cái đầu ấy to nhưng mà bên trong là bé. Đấy, cái này thì bây giờ em chơi theo cái phong cách bây giờ chỉ lấy răm ra là được thôi, chứ cũng không phải nuôi gì nhiều nữa. Cái ngọn này thì cũng rất nhanh, có gì có cành này thì phải nuôi cho nó đầy nửa cái sẹo này. Thì cành này nếu bác bảo em cắt sớm thì cũng đúng, cành này đấy. Nhưng mà đã cắt tổng thể cho nó ra một lượt mới sẽ cũng rất là khỏe, nam điền này rất khỏe này. Cái bệ đó các bác nhá, bệ bệt dưới này là cũng là bệ nhá. Đấy, dưới này có chân trước cả. Đó, hôm nay sẽ ra đây một chút. Thì em sẽ vít cái này xuống một chút để lấy một để lấy cái này này, bông phong phong ngọn giả, những cái ngọn giả đây. Đấy, cái này sẽ làm không, cái này chỉ là phông ở đây thôi, cái này thu ngắn lại. Cái bông chính sẽ phải cái bông chính mà của cái chi này, tức là cái ngọn chính, ngọn giả đối với toàn thân thì nó là ngọn giả, đây nó là ngọn chính thì nó phải ở chỗ này chính diện thôi. Đây, đấy, thì có thể lấy từ đây cũng được, nhưng mà nó không được chuẩn bằng lấy cái tay này. Cái rễ này sau sẽ được kéo ra đây cho nó dính vào cái bên này, tôi sẽ kéo nó ra đây. Đấy, các bác nhìn, tôi sẽ kéo cái rễ này ra đây và cắt ngang với sát với mặt đất để cho nó có cái móng rồng nó ôm đấy. Cảm ơn các bác nha.